loại cây này rất quen thuộc đối với chúng ta thường được trồng làm cảnh trồng làm hàng rào còn được sử dụng để làm thuốc với nhiều tác dụng như trị viêm niêm mạc dạ dày và ruột đại tiện da máu kiết lị mất ngủ khô khát bạch đới mộng tinh mụn nhọt lở ngứa sưng tấy và còn nhiều tác dụng khác nữa hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cây dâm bụt cây dâm bụt còn có tên gọi khác là bông bụt hồng bụt phù tang xuyên cân bì cây dâm bụt có nguồn gốc từ trung quốc sau được nhân trồng làm cảnh ở khắp châu á dâm bụt được trồng hiện nay có nhiều giống rất phong phú và đa dạng về hình thái và màu sắc dâm bụt là cây ưa sáng ưa ẩm thường được trồng nhiều để làm cảnh hoặc trồng dày để làm bờ rào cây ra hoa nhiều nhưng không đậu quả có khả năng tái sinh vô tính mạnh có thể nhân giống bằng cành hoặc là ghép gốc. Về bộ phận sử dụng chính là lá, hoa, vỏ thân và rễ. Cây dâm bụt có những tính vị và tác dụng như sau: dâm bụt có vị ngọt, hơi đắng, nhớt, tính bình, vào kinh thận, có tác dụng là thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, chỉ huyết, giải độc, cố tinh, sát trùng. Dâm bụt được dùng để trị viêm niêm mạc dạ dày và ruột, đại tiện ra máu kiết lỵ mất ngủ khô khát đái tháo đường bạch đới mộng tinh mụn nhọt lở ngứa sưng tấy ngày dùng từ 4 đến 12 gam vỏ rễ dưới dạng thuốc sắc uống và còn dùng nước sắc của cây dâm bụt dùng để ngâm rửa bùi trĩ dùng để chữa trĩ mụn nhọt với liều dùng không hạn chế trong nhân dân thì thường hay dùng lá và hoa tươi dâm bụt dã nhỏ với một ít muối đắp lên những mụn nhọt đang mưng mủ khi khô thì lại thay thuốc sẽ đỡ nhức và mụn nhọt chóng vỡ mủ còn ở Trung Quốc và Philippines thì hoa dâm bụt thường được ăn sống hoặc là dầm với muối Dấm nhân dân Trung Quốc dùng vỏ dễ dâm bụt để làm thuốc điều kinh và tẩy máu trong y học cổ truyền Ấn Độ hoa dâm bụt là thuốc làm dịu giảm đau giải khát tăng dục và điều kinh. Bột nhão làm từ hoa dâm bụt bôi để trị sưng tấy và nhọt. Nước sắc hoa dùng để trị bệnh viêm suốt tiết phế quản. Hoa dâm bụt xào với bơ lỏng để trị rong kinh. Lá có tác dụng làm dịu, nhuận tràng, giảm đau và tẩy. Còn được dùng để chữa đai tháo đường bằng cách mỗi ngày ăn một hoa dâm bụt chưa nở vào buổi sáng sớm. Trước bữa ăn sáng, dùng đều đặn trong 30 đến 40 ngày hoặc cho tới khi đường máu giảm đến mức thích hợp, liệu pháp có tác dụng tốt nhưng không là liệu pháp thường xuyên. Còn dùng để ngừa thai thì hàng tháng trong thời gian hành kinh, mỗi ngày ăn 2 đến 3 hoa dâm bụt làm thành bột nhão cùng với cháo, uống như vậy trong 3 ngày mỗi tháng. Còn ở Malaysia, nhân dân dùng nước sắc lá dâm bụt trộn với dịch ép cây Vernonia cinerea để kích thích sổ nhau thai sau khi đẻ và còn dùng dễ dâm bụt để thay thế dễ Althea Fisunerit làm giảm viêm và chữa ho. Nước sắc dễ dùng để trị bệnh hoa liễu và sốt. Dịch ép dễ tươi dùng để trị lậu. Dễ tán bột dùng để chữa rong kinh. Dễ dâm bụt còn dùng để chữa một số bệnh của gia súc. Còn ở Nepal thì nhân dân điều trị viêm họng bằng cách nhai mỗi lần 3 đến 4 hoa dâm bụt ngày 4 đến 6 lần cách nhau 3 đến 4 giờ. Còn trong y học dân gian Haiti, dâm bụt còn được dùng để trị cúm, ho, bằng cách uống nước sắc lá hoặc hoa, dùng để trị đau dạ dày bằng cách uống nước sắc lá, dùng để trị đau mắt bằng cách gội đầu với nước ngâm với lá dâm bụt. Còn ở Qua Ta, nhân dân dùng lá dâm bụt để làm thuốc làm dịu da, tăng dục, nhuận tràng, điều kinh, trị rong kinh và bệnh lậu. Sau đây là một số bài thuốc có dâm bụt, một là dùng để chữa kiết lỵ da máu mũi thì dùng vỏ cây dâm bụt, cạo bỏ vỏ thô, sao vàng, lá táo sao vàng, mỗi thứ 20 gram sắc uống trong ngày. Hai là bài thuốc dùng để chữa mụn nhọt xương đau, đỏ nóng có mủ mà không vỡ được. Có hai cách, cách A là dùng lá dâm bụt tươi một nắm, vài hạt muối trắng giã nhỏ, đắp lên chỗ mụn nhọt sẽ mau vỡ mủ khi đã vỡ mủ rồi thì bỏ muối chỉ dùng lá tách b thì dùng lá và hoa dâm bụt giã nát và đắp còn bài thuốc thứ ba là bài thuốc dùng để chữa bạch đới mộng tinh đái buốt lị thì dùng lá và hoa dâm bụt lá bạch đồng nữ thai lai tía mỗi thứ một nắm giã nhỏ chế với nước chín vắt lấy nước cốt uống bốn là bài thuốc chữa mộng tinh thì dùng hoa dâm bụt 30 g gương sen cả cuống 3 cái sắc uống. Bài thuốc thứ 5 dùng để chữa khó ngủ, hồi hộp, đái đỏ thì dùng hoa dâm bụt hãm với nước nóng uống, uống thay chè. Bài thuốc thứ sáu là dùng để chữa kinh nguyệt không đều, thấy kinh sớm kỳ, ngắn vòng hoặc ra nhiều máu, rong huyết thì dùng vỏ rễ dâm bụt, lá huyết dụ, mỗi vị 30 g sắc uống. 7 là bài thuốc chữa quai bị đau mắt thì dùng lá dâm bụt, lá rành rành, mỗi thứ một nắm giã nhỏ, vắt lấy nước uống, bã đắp. Trên đây là những thông tin về cây dâm bụt, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi sử dụng các bạn cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc y bác sĩ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, rất mong nhận được trao đổi phản hồi ý kiến đóng góp từ quý vị và các bạn. Xin chào!